của mình là cà phê uống hay cà phê mang về này? Chắc cà phê mang về đó. À uống à? Uống thì quán này hơi ít ghế nhỉ? Ghế là... Ông cứ ở đây ngồi uống cà phê đó. Hay là ở bên trên nữa? Không. Đây là học nhạc viện hay học gì đấy? Đấy rồi đấy. Các là nghệ thuật quân đội đúng rồi. Trường ấy chính quy phết đấy. Sinh viên trường ấy ra mình giỏi nhạc lắm. Bạn học cái này là hẳn một khoa đàn đá riêng à? À đàn phụ dân tộc. Thế này cho rồi, quá thơm ngon. Nó nhiều đường quá thì phá vị. Mình thích này. Mời bạn uống nhé.